Trong video lần trước, chúng ta đã điểm qua được top 10 đến top 5 loài rắn có nọc độc mạnh nhất Việt Nam. Các bạn có thể nhìn vào danh sách trong video để xem lại. Ta tiếp tục điểm danh 5 loài rắn nằm trong top 5 bảng xếp hạng loài rắn có nọc độc mạnh nhất Việt Nam tính theo chỉ số LD50 là loài nào, nọc độc của chúng mạnh ra sao. Mời các bạn theo dõi trong video. Top 5 trong danh sách là hổ mang Trung Quốc, còn được gọi là hổ mang Đài Loan. Là loài vật có khu vực phân bố khá rộng và thường được bắt gặp tại các rừng cây, bụi cỏ, đồng cỏ, rừng ngập mặn, cánh đồng trống hay thậm chí là trong khu dân cư ở phía bắc nước ta. Đây là loài vật khá cảnh giác và hung dữ. Nếu bị dồn vào chân tường chúng sẽ nâng cao thân trên, bành mang và tấn công khi cần thiết. Nọc độc của rắn hổ mang có chỉ số LD50 khoảng 53 mg trên kg, chứa chủ yếu là độc tố thần kinh độc tố tim mạch và độc tố hoại tử. Khi bị rắn hổ mang Trung Quốc cắn, triệu chứng cục bộ ở chỗ vết thương bao gồm sưng, đau, đổi màu, mất cảm giác, phồng rột và hoại tử. Trường hợp nghiêm trọng hơn sẽ gây ra tức ngực, đau họng, sốt, khó nuốt, mất giọng, chân tay yếu ớt, đau nhức, khó thở và nếu không điều trị kịp thời sẽ gây tử vong do suy hô hấp. Cấp 4 trong danh sách là hổ mang đất còn được gọi là rắn hổ phì, hổ mang một mắt kính là loài có khu vực phân bố khá rộng, thường bắt gặp chủ yếu ở khu vực Nam Trung Bộ và miền Nam nước ta. Loài rắn này có khả năng thích ứng với một loạt các môi trường sống khác nhau, từ tự nhiên đến nhân tạo. Tuy nhiên, chúng thường thích sống ở những khu vực có liên quan đến nước như ruộng lúa, đầm lầy và rừng ngập mặn. Hổ mang đất có tính hung dữ ở mức trung bình, nghĩa là chúng sẽ bỏ chạy khi bị quấy rầy tuy nhiên cũng chủ động tấn công khi bị đe dọa là một trong những loài rắn độc nhất Việt Nam. Nọc độc, độc của hổ mang đất có chỉ số LD50 là 0,28mg trên kg, gồm các thành phần chủ yếu là độc tố thần kinh, độc tố tim mạch và độc tố hoại tử. Cấp 3 trong danh sách là rắn biển, một số nơi gọi là đẻn biển, đèn, heo. Là loài rắn biển phổ biến ở các vùng biển nhiệt đới tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nọc độc, độc của loài rắn này được tạo thành từ các loại độc tố thần kinh mạnh và độc tố gây hoại tử với giá trị LD50 là 0,112mg trên kg, liều gây chết người của chúng theo ước tính chỉ là 1,5mg trong khi sản lượng chất độc trung bình mỗi vết cắn là 7,9, 9,0mg. Tức là rắn biển có khả năng gây ra cái chết cho tối đa 0,6 người chỉ trong một lần tấn công. Xếp thứ hai trong danh sách các loài rắn độc nhất ở Việt Nam là rắn cạp ni nam hay còn được gọi là mai gầm bạc. Chúng phân bố trên một phạm vi khá rộng ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có nước ta. Rắn cạp ni nam có thể đạt chiều dài khoảng 1,08 m trên thân có từ 27 đến 34 khoang màu trắng và một số lượng tương đương khoang màu nâu, đen, các khoang nằm xen kẽ với nhau. Đây là loài rắn cực độc với chỉ số LD50 là 0.11mg trên kg và nếu bị cắn thì số ca tử vong lên tới 70% nếu không được điều trị. Đứng đầu trong danh sách các loài rắn độc nhất ở Việt Nam là rắn cạp nia bắc hay còn gọi là cạp nia Đài Loan, cạp nia Trung Quốc là loài rắn được tìm thấy nhiều ở phía nam Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Myanmar, Lào cũng như ở phía bắc nước ta. Chúng thường được tìm thấy trong các bụi cây, các cánh rừng, cánh đồng nông nghiệp và rừng ngập mặn. Cạp nia bắc là loài khá nhút nhát. Vào ban ngày chúng thường ẩn dưới đá hoặc trong các hang. Vào ban đêm chúng chủ động hơn những vẫn thường lựa chọn phòng thủ là chủ yếu khi bị khiêu khích. Với chỉ số LD50 chỉ là 0,09mg trên kg, cạp nia bắt được xem là loài cạp nia độc nhất từng được biết đến. Với sản lượng nọc độc trung bình từ 4,6 đến 18,4mg, loài rắn này có thể gây ra cái chết cho ba người trưởng thành chỉ trong một lần cắn. Bên cạnh đó do khả năng phản ứng kém với huyết thanh, tỷ lệ tử vong do bị cạp nia cắn là rất cao lên tới 50% kể cả khi đã được điều trị. Theo Trung tâm Kiểm soát Chất độc Quốc gia Đài Loan, 80% số ca tử vong do rắn cắn từ năm từ 2002 đến 2012 xuất phát từ Cạp Nia Bắc.